Thái Hòa không nhớ lần cuối mình nói con thương ba là khi nào. Nam diễn viên thú nhận, anh không nhớ được lần cuối cùng bản thân nói thương ba là lúc nào. Tại buổi ra mắt phim Con Nhóc Mất Chồng tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 20 tháng 4, Thái Hòa chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh tác phẩm mà mình đóng chính. Nói về vai ông Xỉn, ông ba trời đánh của Nhót, Thu Trang, Thái Hòa cho biết nhân vật mà anh đảm nhận không lấy cảm hứng từ đâu cả. Nhân vật được mô tả rất kỹ trong kịch bản phim, tôi chỉ bám sát những mong muốn của nhân vật, quan tâm những xung đột của ông Xỉn và con gái để nhập vai. Tôi cũng có xem thêm những clip say xỉn trên YouTube. Về ngoại hình, tôi may mắn có vóc người khá ốm, thêm chút make up nữa là đủ giúp tôi tin rằng mình già thật, anh chia sẻ. Cũng theo nam diễn viên, trong Con Nhóc Mất Chồng, Nhóc có một câu thoại gây xúc động tôi thương ba. Khi nghe câu nói ấy và nhớ về mình, Thái Hòa thú nhận anh không nhớ lần cuối mình nói con thương ba là khi nào. Khi đóng phim Long Ruồi, lúc đó ba tôi bị bệnh nặng. Lúc đó, tôi biết cuộc đại phẫu rất quan trọng, 8 đến 9 tiếng đồng hồ, đứng giữa ranh giới sống chết. Lúc ấy, trong 5 người con, tôi và đứa em là người đẩy ba vào phòng mổ. Khi đẩy xe đi, tôi rất muốn mở miệng nói với ba mình là, ba vô nhà, còn thương ba, nhưng tôi cứ đẩy xe đi mà miệng cứ cứng lại không thể nói được. Sau lần đó ba tôi mất và tôi nằm nhớ lại hoài cho đến tận bây giờ luôn, vẫn không nhớ được lần cuối cùng mình nói mình thương ba mình là lúc nào. Chắc lúc đó tôi nhỏ lắm. Tôi hiểu được việc có những chuyện khó chia sẻ, nhưng tôi tin rằng tình cảm gia đình là nó nằm trong gen của mỗi người, Thái Hòa trải lòng. Cũng tại đây, nam diễn viên tiết lộ, sau Con Nhóc Mất Chồng, anh đang cân nhắc một vài dự án, nhưng trước mắt, anh và ekip bên Tránh Phương đang muốn dồn sức cho phim Tèo Em phần 2. Trước đó, khi được hỏi về danh xưng ông Hoàng phòng vé, anh hài hước, mọi người chắc ưu ái cho tôi nhiều lắm nên mới gọi tôi là ông Hoàng này kia. Thực ra, phim tôi đóng cũng có nhiều phim đâu có thắng đâu. Nói tôi là ăn mày phòng vé thì đúng hơn đó. Theo Thái Hòa, anh không tin người diễn viên có thể quyết định hết sự thành bại của phim. Phim thắng hay không là phụ thuộc vào bản thân dự án đó có tốt hay không. Tôi thấy có rất nhiều phim không có ngôi sao nào nhưng vẫn ăn khách. Tôi vẫn nghĩ cảm xúc bộ phim đem lại cho khán giả mới là điều quan trọng. Còn Nhót Mất Chồng là câu chuyện của Nhót, Thu Trang, người phụ nữ chưa kịp già đã sắp bị mãn kinh, vội vàng đi tìm chồng. Nhưng sâu thẳm trong Nhót là khao khát muốn có một đứa con và luôn muốn hàn gắn với ông Xỉn, Thái Hòa, người cha suốt ngày say xỉn của mình.